nữa cho tất cả các bạn và các em đề số 03 trong bộ 3 đề thi học kỳ 2 kết thúc học kỳ 2 môn học lớp 10 một trong số những cái đề cực kỳ hay rất là mong muốn tất cả các bạn và các em đã đang theo dõi cái buổi học này thì có thể comment đáp án xuống phía dưới để ủng hộ thầy được không ạ Ok let's go chế đó câu số 1 ạ câu số 1 quy tắc xác định số xóa nào sau đây là không đúng trong hợp chất tổng số xóa của các nguyên tử trong phân tử luôn bằng không đúng trong ion đơn nguyên tử số xóa của nguyên tử thì bằng điện tích ion Đúng Trong hợp chất số xóa của kim loại kiềm thổ là dương một cái này sai Sai lè luôn Bởi vì kim loại kiềm thổ ví dụ như canxi magie thì nó phải là dương 2 Nha nó phải là dương 2 Câu số 2 Số xóa của phosphorus trong hợp chất P2O5 là Oxy luôn là trừ 2 Vậy phốt ở đây nó sẽ là dương 5 Đúng không ạ? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B Bỏ Câu số 3 trong số các phản ứng hóa học sau thì phản ứng oxy hóa khử là thì phản ứng hóa khử là phản ứng mà có sự thay đổi số xóa của một số các cái nguyên tố. Vậy ở đây ý A không phải ý B không phải ý C nhá, ý C rất nhiều bạn tưởng nhầm là phải nhưng không phải. Bởi vì anh F34 này nó chính là hỗn hợp của FeO và Fe2O3. Được không ạ? Ok không ạ? Đấy, các bạn chú ý nhá. Nó chính là hỗn hợp của FeO và Fe2O3 nhá. Vậy ở đây mình sẽ có đáp án đúng đấy, đây sắt này sắt dương 2 này, lên sắt dương 3 này, đáp án đúng là đáp án D. Ok, men. Câu số 4 ạ. Cho phản ứng khử Fe2O3 bằng CO để sản xuất gang và thép như sau. Trong phản ứng này chất khử là các bạn đọc kỹ những cái gì mà thầy dạy cho các em. Đó là gì ạ? Khử thì tăng. O thì giảm. Nhá. Tăng giảm cái gì ạ? tăng giảm số oxy si hóa nhá. Vậy này, carbon chúng ta là carbon dương 2 lên carbon dương 4 vậy số xóa nó tăng, đúng không? Vậy chất khử chúng ta là CO. Đáp án đúng là đáp án B. Câu số 5 ạ. Cho phản ứng sau nhận xét đúng là à, phản ứng này rất là hay nha các bạn chú ý này. Phản ứng này không cho đen tát được chưa? Vậy ở đây yêu cầu chúng ta là nhận xét đúng là nhận xét nào? Các bạn lưu ý cho thầy phản ứng nung vôi. Thì chúng ta lưu ý cho thầy rằng là cái phản ứng nung ấy thì nó luôn luôn là phản ứng thu nhiệt. Đúng không ạ? Vậy một là thu nhiệt nhá. Tỏa sai, thu này, tỏa sai, một thu nhiệt. Phản ứng trung hòa, phản ứng trung hòa là cái một cái phản ứng mà dễ dàng xảy ra nên nó sẽ là một phản ứng mà delta H nó sẽ phải nhỏ hơn không hay nói khác là phản ứng trung hòa là phản ứng tỏa nhiệt. Vậy đáp án đúng là đáp án gì? Ok. Rất dễ. Câu số 6 ạ. Cho phương trình nhiệt hóa học sau. Nhiệt tạo thành của nước ở điều kiện chuẩn là các bạn lưu ý nhiệt tạo thành nhiệt tạo thành của một phân tử đấy của một mol phân tử nhiệt tạo thành là nó phải của một mol nhé vậy thì để tạo thành thì nó sẽ là một của H2 cộng với 1 phần 2 của O2 đấy dạng gas vậy ở đây mình sẽ có đây đây là phản ứng số 1 đây là phản ứng số 2 mình nhìn thấy phản ứng số 2 bằng 1 phần 2 là phản ứng số 1 đúng không ạ Đúng không? Phản ứng số 2 bằng 1 phần 2 lần phản ứng số 1 Vậy mình sẽ suy ra Delta F H0 298 Của nước Thì bằng 1 phần 2 Delta R H0 298 của phản ứng Và bằng ạ 1 phần 2 nhân với Âm 571,6 kJ Vậy ta sẽ có đáp án ở đây của chúng ta là bao nhiêu Bao nhiêu Nhiệt tạo thành mà phương trình nhiệt hóa học của phản ứng sau thì mình sẽ có nhiệt tạo thành của anh này là bao nhiêu nhỉ? 1 phần 2 À chỗ này là nhiệt tạo thành chuẩn của nước cơ mà Đúng không? Nhiệt tạo thành chuẩn của nước Thì uh, nhiệt tạo thành chuẩn của nước thì lại bằng là Là ngược lại đúng không? Đấy delta F thì thì phải bằng trừ 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 Đúng không? Thì kết quả chúng ta là bằng bao nhiêu? Nhiệt tạo thành của nước À đâu không? Nó đang đúng rồi chứ Đấy. Đây Ok ạ Thì bằng bao nhiêu một Chia 2 nhân với Âm 571,6 Bằng Âm 285,8 kJ trên mòn Đáp án đúng chúng ta là đáp án C ạ Âm 285,8 kJ trên mòn Câu số 7 Phương trình nhiệt hóa học giữa nitrogen và oxygen như sau Kết luận nào sau đây là đúng ạ Phương trình nhiệt hóa học giữa nitrogen và oxygen như sau ạ? kết luận nào sau đây là đúng? mình sẽ có này nitơ này, oxy này, N2O2, NO này, DRH không hai chín tám bằng một trăm tám mươi này. Kết luận nào sau đây là đúng ạ? Nitrogen và Oxygen phản ứng mạnh hơn khi ở nhiệt độ thấp sai. Phản ứng này tỏa nhiệt sai. Phản ứng xảy ra thuận lợi ở điều kiện thường sai vì nó dương mà thì không thể nào là thuận lợi điều kiện thường được muốn thuận lợi được điều kiện thường này delta h không Nên nó phải là âm cơ và đúng học xảy ra có sự hấp thu nhiệt lượng từ môi trường chính xác delta h để nó dương nên là hấp thu nhiệt lượng từ môi trường đáp án đúng chúng ta đã đáp án d à, mạng hôm nay nó hơi bị uh, lag các bạn thông cảm tí thầy phải loát lại một chút mạng này hơi lag chút hôm nay ngày lễ đó. mạng hơi lag này các bạn nhìn lag luôn rất lag luôn ạ hiện tượng giật lag màn hình trắng xóa Thế là chúng ta vừa xong cái câu số 7 Bây giờ mình sẽ sang tiếp theo câu số 8 Câu số 8 ạ Ú lắc quá Trời ơi Trời ơi lắc quá các em ạ Các em đợi thầy xíu để thầy check xem là nó đang kết nối với mạng nào Ừ mạng này đúng rồi Thế lắc thế Đây rồi được rồi Sang câu số 8 ạ Sang câu số 8 Cho phương trình nhiệt hóa học đốt cháy acetylen biết nhiệt tạo thành chuẩn của CO2 và nước lần lượt là nhiệt tạo thành chuẩn của acetylen là u một câu rất là hay luôn thì mình sẽ có ở đây ạ là mình sẽ có delta r h0 298 của phản ứng thì bằng Đã. sản phẩm trừ đi ban đầu có nghĩa là sau trừ đi trước vậy nó sẽ là cộng hệ số 4 lần 4 lần delta F H0 298 của CO2 cộng với hai lần delta F H0 298 của H2O đúng không ạ? Đấy, trước sau trừ trước nhá. Delta rh 0 298 là sau trừ trước. Trừ đi này. Hai lần delta F H0 298 của CH2 được chưa? Trừ đi 5 lần của oxy, oxy thì bằng 0 nên không phải ghi nữa. Đúng không? Trừ đi 5 lần delta F H0 298 của O2. Ok, bây giờ câu chuyện chúng ta thấy số Phản ứng là âm 2600,4 bằng 4 lần của CO2 để bài cho là nhân với lại âm 393,5 cộng với 2 lần nhân với của nước là âm 285,8 trừ đi 2 lần của c 2 đến F H0 298 của CH2 trừ đi của oxy Oxy của chúng ta thì bằng không đúng không Vậy từ đó chúng ta sẽ tìm được thế vào đây thế vào đây mình sẽ tìm được luôn nhỉ suy ra này Delta F H0 298 của C2H2 thì bằng Bấm tính được okay. kém Âm 2600,4 này Cộng với 4 nhân với 393,5 này Cộng với 2 nhân với này 285,8 này Trừ đi này à, Xong rồi Bằng này Chia 2 bằng Rồi ạ Rất là dễ đúng không các okay? em Bằng Dương 227,4 kJ Trên mòn Vậy đáp án đúng của chúng ta là 227,4 kJ trên mòn Đáp án đúng là đáp án C Câu rất là dễ Câu số 9 đó. Phản ứng tổng hợp ammonia Biết năng lượng Cái năng lượng liên kết thì lại ngược lại nhé Cái delta H thì là bằng sau trừ trước Nhưng năng lượng liên kết thì lại bằng trước trừ sau Được chưa Mình có này delta R H0 298 của phản ứng Thì bằng trước trừ sau này Là E của N2 E liên kết của N2 nhá, EB đấy, EB. Được chưa? Cộng với 3 lần EB của HH. Ok chưa Trong này nó NH3 thì phải trước trừ sau trừ đi 2 lần 2 lần NH3 nhưng mà ở bên trong lại vậy là trong NH3 nó có 3 liên kết NH là 2 nhân với 3 liên kết NH là 3 lần EB của N gạch H. Đúng không ạ? Và bằng suy ra này Thách số thôi Âm 92 kJ này Thì bằng này N B của N Đây N, N đề bài cho 946 Cộng với 3 lần EB của H, H. Đây đề bài cho 436 436 Trừ đi 6 nhân EB của NH 6 lần EB của NH Đúng không ạ? Vậy từ đó mình sẽ tìm được EB của NH Suy ra EB của NH bằng 946 cộng 3 x 436 trừ đi trừ 92 bằng chia 6 bằng 391 391 kJ trên mol. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A các em nhé. 391 kJ trên mol. Câu số 10 ạ. Cho phát biểu sau. Câu số 10 cho phát biểu sau. Số phát biểu đúng là à, Chúng ta quan sát à. trong này có những phát biểu nào đúng à, Phản ứng tỏa nhiệt là phản ứng giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt Cái này chính xác Biến thiên enthalpy càng lớn thì nhiệt lượng tỏa ra của phản ứng càng nhiều Cái này sai Sai lè luôn à, Nhiệt tạo thành chuẩn là nhiệt tạo thành ở điều kiện chuẩn Cái này đúng à, Nhiệt tạo thành chuẩn của các đơn chất ở dạng bền vững thì bằng không cái này đúng tiếp vậy mình sẽ có là a c d đều đúng mình sẽ có ba nhận định đúng a c d câu 11 ạ yếu tố nào sau đây không làm ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng thì yếu tố mà không làm ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng nồng độ ảnh hưởng nhiệt độ ảnh hưởng áp suất ảnh hưởng không làm ảnh hưởng là khối lượng chất đặng nhá câu 12 ạ thực hiện thí nghiệm theo hình nghĩa sau đây 10 ml nồng độ 0,1 10 ml nồng độ 0,05 10 ml nồng độ 0,1 10 ml nồng độ 0,1. À, vậy là thằng này nhỏ hơn. Nồng độ của nó 2 S2O3 của lọ của thí nghiệm 1 nhỏ hơn của thí nghiệm 2. Vậy điều này chắc chắn 100% rằng là chắc chắn 100% là khi mà nồng độ của một thằng nó lớn hơn thì cái tốc độ phản ứng của nó sẽ xảy ra nhanh hơn. dẫn nên là thí nghiệm số 2 sẽ phải có kết tủa xuất hiện trước và đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B các em nhé. Đấy, chúng ta phải tinh ý từng tí một ở chỗ này bởi vì là chỗ này nó có sự chênh lệch về mặt nồng độ thì nó sẽ dẫn đến cho chúng ta đó là chênh lệch lệch về mặt tốc độ nồng độ mà càng tăng thì tốc độ phản ứng nó càng nhanh ok nhá đây là câu số 12 ui mẹ ơi ui mẹ ơi ôi mẹ ơi, ơi lát quá mẹ ơi chưa lát loát được đề các em ạ đây khổ không mạng đang xoay xoay chưa loát được đề luôn mạng lát quá rồi. Đây, vẫn nặng ở đây 13 đây. 13. Cho phản ứng đơn giản xảy ra trong bình kín. Tốc độ phản ứng thay đổi như nào nếu nồng độ của hiro không đổi và nồng độ nitơ tăng hai lần? Thế thì mình có tốc độ phản ứng mình viết cái biểu thức là V thì bằng K. Đúng không ạ? Nhân với lại nồng độ của K nhân với lại nồng độ của hydro mũ 3 nhân với lại nồng độ của nitơ mũ 1. Đúng không? Vậy thì suy ra này. V 1 thì sẽ bằng này. Nồng độ hydro không đổi, nồng độ nitơ tăng 2 lần. Vậy là K này. C hydro không đổi này. C nitơ tăng 2 hai lần. C nitơ này. Vậy suy ra nó chính bằng là 2 lần V. Vậy tốc độ nó sẽ tăng lên 2 lần. Ta đúng chúng ta đã bạn ạ. Rất dễ dàng đúng không kìa. Câu số 14 ạ Thực ra các bạn rất là hay sợ với câu tính toán Của cái phần uh, hoa học lớp 10 này Nhưng mà những cái câu này nếu mà chúng ta hiểu bản chất Chúng ta học từ đầu ấy Thì nó rất là dễ dàng và đơn giản dành cho tất cả các bạn và các em Nhưng mà quan trọng nhất là hiểu, hiểu bản chất kìa em ạ Nha. Có rất nhiều dạng rất là lạ và rất là dị Dành cho các, các bạn và các em Câu 14 Cho phản ứng hoa học sau, sau 40 giây Sau 40 giây Thì nồng độ của HCL giảm từ 0.06 về còn 0,4 Tốc độ trung bình phản ứng của HCL trong 40 giây là Thế mình lại có một cái biểu thức là tính tốc độ trung bình Tốc độ trung bình thì bằng Viết biểu thức ra Mà tính HCL nhé Tính HCL phải là bằng 1 phần 2 Delta C của HCL Chia delta T Và bằng 1 phần 2 Delta C Thì giảm từ 0,6 về 0,4 Là 0,6 trừ 0,4 Chia delta T 40 giây Đúng không ạ? Trong 40 giây mà Delta C chia delta T Vậy là bằng Bao nhiêu nhỉ 0,6 chia Thế là còn 0,2 chia cho bằng một đơn 2 x 40 bằng 2,5 x 10 mũ 3 2,5 x 10 mũ trừ 3 M trên dây M trên dây Dễ không ạ Quá dễ Quá dễ dàng và đơn giản nhỉ Quá dễ dàng và đơn giản dành cho các em là chiến, chiến, chiến tiết thấy xem nào Chiến tiết thầy xem nào Câu tiếp theo câu số 15 ạ Yếu tố nào dưới đây đã được sử dụng Để làm tăng tốc độ phản ứng khi rắc men Rắc men vào tinh bột Được nấu chín Thế thì Rắc men vào tinh bột được nấu chín Thì cái men này này cái men này này Nó chính là gì ạ? Chất xúc tác Nó là con men đấy Nó chính là chất xúc tác các em ạ Nhá. Ôi mẹ ơi lạc quá Ôi bây giờ vừa làm vừa phải cầu mong mạng Mạng những ngày hôm nay thật là tồi tệ Khủng hoảng vì mạng mất nhở Khủng hoảng vì mạng mất Mạng xoay vòng luôn ạ Mạng đang xoay vòng vòng luôn các em ạ Rồi nào 16 á. Khi nhiệt độ tăng thêm 10 độ C thì tốc độ pha ứng hóa học tăng thêm 2 lần. Vậy mình sẽ có gamma bằng 2. Để tốc độ phản ứng đó đang tiến hành ở 20 độ C tăng thêm 32 lần. Vậy mình sẽ có là VT chia V ở 20 thì bằng gamma mũ T trừ 20 chia cho 10. Đúng không ạ? Thế đây là bài yêu cầu là tăng lên 32 lần. Vậy đây là 32 thì bằng 2 mũ T trừ 20 chia 10 32 thì lại bằng là 2 mũ mấy ạ 32 thì bằng 2 mũ mấy ạ 32 thì bằng 2 mũ 5 2 mũ 5 32 đúng không ạ Thì đây sẽ bằng là 2 mũ T trừ 20 chia 10 Từ đó mình suy được tệ Từ đó thể hiện T bằng 20 cộng 50 thì bằng 70 Đáp án đúng chúng ta đáp án gì Rất dễ nhá các em nhá Rất rất dễ ạ Câu số 17 ạ Chất xúc tác là chất gì ạ? Chất xúc tác là chất làm tăng tốc độ phản ứng Bị mất đi là sai Làm giảm là sai Tức xúc tác là tăng tăng tốc độ phản ứng Và không bị mất đi sau phản ứng Đáp án đúng là đáp án D Câu 18 ạ Tốc độ của một phản ứng hóa học lớn nhất Là khoảng thời điểm nào Thì tốc độ của một phản ứng hóa học Thì nó lớn nhất Thực ra là mình không xác định được Mình sẽ xác định được trung bình thôi đúng không? Người ta không xác định được tốc độ tức thời. Nào đúng đáp án dễ. Không thể nào xác định được nhá. Ui câu 19. Ôi giời ơi 19 loạt chán thế mạng. Mạng ơi là mạng ạ. À. Chỉ xin mạng làm sao cho con dậy cho các con của con thi được tốt thôi mà mạng chán quá các bạn. 20 loạt được nhưng 19 chưa loạt được. Mạng xoay vòng vòng này. mạng xoay vòng vòng các em ạ đây rồi Ui rồi sướng quá Câu mười dễ nguyên tố nào sau đây không thuộc nhóm halogen thế halogen là gì ạ f cl i br Brudin Trorin bromide vậy chromium không phải c câu 20 ạ cấu hình e lớp ngoài cùng của các halogen thì có dạng gì thì cấu hình E lúc này cùng halogen nó có 7 E lúc này cùng nên nó sẽ là NS2NP 5 các em nhé. Đáp án đúng là đáp án C. Câu 21 ạ. Ôi mạng ơi. Câu 21 ạ. Câu 21 ạ. Ôi mạng ơi chán quá mạng. Mạng chán quá mạng ạ. Mạng ngày hôm nay thật là kinh khủng Chịu thua có 21 chắc Có lẽ mình giải câu 2 trước các em nhỉ Sao mình quay lại câu 21 Hai cho 1,2395 lít Halogen X Thì mình cần tìm được số mol của Halogen X 1,2395 Bây giờ chúng ta phải chia cho 24,79 các em nhá Bằng 0,05 mon tác dụng vừa đủ với kim loại đồng vậy đây chúng ta sẽ còn x 2 này cộng cu này để tạo thành cu x 2 này đúng không ạ số mol là 0,05 này thì suy này là 0,05 này ok mặt khác mình lại có này khối lượng muối này vậy suy ra mình sẽ có phân tử khối của cu x 2 nó bằng khối lượng chia cho số mol khối lượng là 11,2 số mon tính được rồi 0,05 11,2 và chưa 0,05 224 Mặt khác mình có CU là 64 X là 2 nhân với lại Phân tử khối nguyên tử khối X Bằng 224 Từ đó mình tìm được nguyên tử khối của X Bằng 224 trừ đi 64 Bằng chia 2 bằng 80 80 thì chính là nguyên tử khối của BR Đúng không ạ Bromide C Rất dễ Ôi 21 vẫn chưa loát được Mạng làm sao Hôm nay mạng Hôm nay mạng làm sao ấy ạ Đây rồi 21 Phương trình học nào sau đây là không đúng ạ Thì chắc chắn là A rồi FE cộng với clo thì không bao giờ tạo thành FECL2 Mà lúc nào nó cũng tạo thành FECL3 Các em nhá Câu 23 Câu 23 trong các đơn chất chất có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao nhất chất có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao nhất là thì nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thì từ thằng F2, Cl2, Br2, I2 đây ạ. thì cao nhất nó là I2 câu 24 phản ứng giữa cặp chất nào sau đây là không xảy ra thì mình phải lưu ý cho thầy rằng là chất mà có oxy hóa mạnh, halogen có tính oxy hóa mạnh, đẩy halogen có tính oxy hóa yếu ra khỏi muối của nó. Vậy là BR2 cộng KI thì nó sẽ tạo thành là KBR cộng I2 có sẽ ra phản ứng. agno 3 cộng với lại HCl thì nó sẽ tạo thành là AGCl tại vì đây là kết tủa. Kết tủa này không tan trong HNO3. Nên là có sẽ ra phản ứng. agno 3 và NAF là không sẽ ra phản ứng do kết tủa AGF. AGF không phải là kết tủa nhá KI cộng với Cl2 thì nó tạo thành là KCl cộng với lại I2. Ok chưa? Vậy không xảy ra là C. 25. Hyaluronic acid nào sau đây không được bảo quản trong lọ thủy tinh? Câu này quá dễ đó là HF bởi vì HF nó có khả năng hòa tan thủy tinh. Câu 26. Chất nào sau đây được cho vào muối ăn để bổ sung nguyên tố iodine, iodide để phòng ngừa bệnh biếu cổ ở con người? Chất nào sau đây được cho vào muối ăn ạ? Không ai bỏ Y2 vào mối ăn đâu nhá. Bỏ Y2 vào mỗi ăn là toang luôn đấy. Đi luôn cả bụng bà cũng phải luôn. Nhá. Đáp án đúng chúng ta. cũng Chẳng ai bỏ HI, HI acid mạnh. Được chưa? Đáp án đúng chúng ta là đáp án C, KI. Câu 27 ạ. À? Câu 27. Ôi trời. Mạng ơi là mạng ơi. Câu 27 ạ. câu 27 Đây rồi Để trung hòa 200ml dung dịch NaOH Số mol là bằng 1 x 0,2 bằng 0,2 Số mol H thì cần thể tích dung dịch HCl cần dùng là Thì mình sẽ có là phản ứng NaOH Cộng với lại HCl Thì tạo thành NaCl Cộng với lại H2O Số mol NaOH bằng 0,2 Thì số mol HCl bằng 0,2 Vậy mình tìm được thể tích của HCl Nó sẽ bằng là À, CM bằng N trên V Vậy N bằng CM trên V Đúng không ạ? 0,2 Vậy V bằng N trên CM chia 0,5 0,2 chia 0,5 0,2 chia 0,5 bằng 0,4 0,4 lít 0,4 lít Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B 0,4 lít Rất dễ Câu 28 Câu 28 là câu cuối cùng phần trắc nghiệm 28 ạ à? Ui lên đi Lên đi 28 ơi Nghe vẻ à? hơi căng à 28 đang rất khó loát 28 á Hơi Mạng thật là kinh khủng À được rồi 28 ạ chọn phát biểu đúng ạ à. Cho các Hydrogen Halis Không tan trong nước là sai đúng không HX là tan nước ion F trừ và Cl bị ô hóa. F trừ và Cl không bao giờ bị ô hóa bởi H2 bốn đặc chỉ có Br trừ và Y trừ thôi. Các hydrohalic axit làm quỷ tím hoa đỏ. Sai HF không làm quỷ tím đổi Phát biểu đúng. A à, có có có. Hoa đỏ chứ. C ạ. Câu 29. Tự luận rồi, tự luận rồi. 29 á à. Là phương trình hóa học của phản ứng theo pháp thăng bằng e chỉ rõ chất khử chất oxi xóa quá trình ô xóa quá trình khử ui dễ quá ý a này thực ra bạn nào mà biết cái phương pháp mà cân bằng siêu nhanh của thầy thì còn dã man hơn nhưng mà ở cái bài này yêu cầu chúng ta trình bày tự luận cộng hcl để tạo thành kcl cộng mncl2 cộng cl2 cộng h2o thì bước 1 mình cần xác định số xóa thì những thằng có sự thay đổi số là MN dương 7 về MN dương 2 CL 1 về CL 0 Được chưa? Thì vậy suy ra mình sẽ có là CL 1 là chất khử Đúng không ạ? Trong HCL đấy ạ Và MN dương 7 Trong KMNO4 Là chất sĩ hóa Tại sao chất khử thì có số cho nó tăng này. CL 1 về CL 0. Chất oxy hóa thì số cho nó giảm này, MN dương 7 về MN dương 2. Ok chưa? Vậy bây giờ mình sẽ có đề bài đề bài yêu cầu nhé, phải trình bày nhé. MN dương 7 về MN dương 2 7 2 bằng 5. Vậy anh này cộng 5e. Tiếp tục CL 1 về CL 0. Đây là 2 thì đây là 2. 2 nhân trừ 1 bằng 2 Trừ 0 bằng 2 Vậy đây là phải cộng với lại 2 Vậy đường chéo mình sẽ có 2 vất đến đây 5 vất đến đây Được chưa Vậy ta sẽ được 2 mn dương 2 5 cl2 Đếm này 2 mn thì đây là 2 2 kali thì đây là 2 Bảo toàn có lọ 5 nhân bảo toàn CL2 5 x 2 là 10 10 cộng với lại 4 là 14 14 cộng 2 là 16 16 Hero 16 Mà chia cho 2 Thì bằng 8 Ok Dễ nhá Quá dễ dàng và đơn giản luôn IB này MG Cộng HNO3 Loãng Để tạo thành MG NO3 2 lần bạn nào mà xem cái video mà thầy hướng dẫn cân bằng siêu nhanh thì các bạn thấy là cái phương pháp cân bằng siêu nhanh này còn nhanh nữa. Cực siêu luôn ạ. À. Nào. Xác định số xóa này. MN chúng ta là 0 này. Dương 2 này. MN dương 5 này. Về MN dương 1 này. Vậy ta sẽ được MG là chất khử. Nitơ dương 5 trong HNO3 là chất oxy hóa. Ok không ạ? Vậy thì hoàn toàn ở đây mình sẽ có Mg0 về Mg dương 2 nhận 2E. Nitơ dương 5 về nitơ dương 1 2O. Đây là 2 thì đây là 2. 2 x 5 là 10. 10 trừ đi 2 là 8 vậy này cộng 8E. Đấy chưa? Vậy anh này nhân với 4 để được cái 8 2 bằng 8. Đây là 1 thôi. Vậy hoàn toàn ở đây ta sẽ được này. 1 N2O. 1 N2O nhá. Tiếp tục ạ. À. 4 ma gì 2 cộng. 4 ạ. 4. Đếm như tờ. Là. 2 cộng với lại 8 là 10. 10 mà chia cho 2 thì bằng 5. Ok. Ok. Được chưa Rất là dễ nhá Vậy đáp án đúng của chúng ta là gì Đấy, 4, 10, 4, 1, 5 Ok man Câu 30 ạ Cho 31,4 gram hỗn hợp G gồm nhôm và kẽm Ui dễ quá Thầy tóm tắt nhé Nhôm này Kẽm này AL và ZN 31,4 tác dụng với dung dịch HCl thu được khí là hydro đúng ạ số mol khí hydro bằng 17,353 chia cho 24,79 chín 17,353 chia 24,79 ở điều kiện chuẩn mà 0,7 mol vậy bây giờ này mình đặt số mol của nhôm là a số mol kẽm là b thì mình sẽ có hệ phương trình Thứ nhất là bảo toàn khối lượng. Ta được khối lượng của nhôm cộng khối lượng của kẽm bằng 31,4. Suy ra mình sẽ có 27A cộng với 65B thì bằng 31,4. Phương trình thứ hai là phương trình bảo toàn electron. Nhôm tác dụng HCl tạo thành dung dịch là AlCl3 kém tác dụng với HCl thì tạo thành ZnCl2. Nhôm không lên nhôm dương 3 và là nhường 3 e. 3 lần số mol nhôm. Kém không lên kém dương 2 và là nhường 2 e. 2 lần số mol kém. Thì bằng hydro dương 1 và hydro 0. 1 chữ 0 bằng 1 nhân 2 bằng 2. 2 lần số mol hydro. Vậy suy ra mình sẽ có là 3A cộng 2B bằng 2 nhân 0,7. Và hoàn toàn mình giải cái hệ này mình sẽ tìm AB. Đây là phương pháp giải nhanh nhất dành cho câu này. Nhá. 1 2 27 bằng 65 bằng 31,4 bằng 3 bằng 2 bằng 1,4 bằng A bằng 0,2 B bằng 0,4 Vậy hoàn toàn mình sẽ tìm được phần trăm khối lượng từng chất ở trong G Mình sẽ có suy ra phần trăm khối lượng của nhôm

nó bằng là 100% trừ đi 17,19%. Vậy bằng 100 82,8 82,01%. Đúng không ạ? Tính thể tích HCl đã dùng. Các bạn nhìn nhá. Bảo toàn nhôm ạ. Nhôm ban đầu là 0,2 mol. Vậy, anh nhôm sau cũng là 0,2 Thực ra cũng chẳng cần mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố hydro đi Bảo toàn nguyên tố hydro Hydro trước phản ứng nằm trong HCl Trong này có một Hydro sau phản ứng nằm trong H2 Có 2 2 x 0,7 Bằng 1,4 Đây là số mon ạ à. Đây bà hỏi thể tích mà nồng độ HCl2M Vậy mình sẽ tìm được V bằng 1,4 Chia 2 bằng 0,7 lít Vậy đáp án đúng chúng ta là 0,7 lít rất dễ dàng. Ok ạ. Câu 31. Câu 31. Trong y học dược phẩm Nabica thường được chỉ định cho người đau dạ dày Nằm mục dục mục đích giảm bớt lượng hydrochloric acid dư cho thừa trong dạ dày tính thể tích dung dịch hydroacid nồng độ được trung hòa và thể tích CO2 ở điều kiện chuẩn sinh ra khi uống 0,336 vậy ở đây mình sẽ có số mol đầu tiên mình sẽ tìm được số mol số mol của NaHCO3 nó sẽ chính bằng natri là là bằng 0,336 chia cho natri là 23 hydro là 1 carbon là 12 oxy là 16 x 3 thì bằng 0,336 chia cho mẫu đơn 23 cộng 1 cộng 12 cộng 16 nhân 3 bằng 4 nhân người mỗi chữ 3 Thế giờ câu chuyện ta viết phương trình thôi Bản chất của chúng ta là NAHCO3 cộng với HCL Trung hòa để tạo thành NACL cộng H2O cộng CO2 Ok chưa? Thế mình tính toán theo phương trình là HCO3 bằng 4 x 10 mũ trừ 3 giờ đề bài hỏi thể tích dung dịch HCl thì anh này tương ứng là 4 x 10 mũ trừ 3. Từ đó tìm được CO2 cũng là 4 x 10 mũ trừ 3. Suy ra V dung dịch HCl 0,035m bằng N chia V là 4 x 10 mũ trừ 3. Đấy, CM bằng N trên V, V bằng N chia CM 0,035 bằng chia 0,035 bằng 0 43 lít Được chưa? Thứ hai mình sẽ tìm được V của CO2 điều kiện chuẩn bằng N nhân 24,79 4 nhân 10 mũ trừ 3 nhân 24,79 bằng 4 nhân 10 mũ trừ 3 nhân 24,79 bằng 0, 0,99 lít Có nghĩa là bằng 0,1 lít Được chưa Ok Câu cuối cùng ạ Câu 32 Câu cuối cùng Ion C2 cộng Đây Được điều chỉnh Cân bằng phương trình phản ứng rồi Cân bằng phương pháp siêu nhanh nhé Các bạn nhìn nha Các bạn nhìn phương pháp siêu nhanh của thầy này Các bạn nhìn phương pháp siêu nhanh của thầy mình này Nhìn thật kỹ ạ Dương 7 Về dương 2 7 chữ 2 bằng 5 Ok chưa? Canxi dương 2 này, oxy trừ 2 này. Trừ 2 nhân 4 là bằng trừ 8, trừ 8 cộng 2 là bằng trừ 6, trừ 6 trừ 2 bằng trừ 3. Vậy đây là dương 3 này. Cái carbon này, carbon này là về carbon dương 4 này. 3 trừ 4 là bằng 1, nhưng nhân 2 là bằng 2. Đấy chưa? Vậy điền 5 đây, điền 2 đây, vất 2 đây, vất 5 đây. Ngon nhá, 2 kali Vậy đây là 1, tại đây, đây có 2 rồi. 2 MN và đây là 2. 5 canxi, 5 canxi. Đúng không ạ? Đếm các bọn 5 x 2 là 10, 10 các bọn. Giờ đếm góc F4, 2 1 là 3, 3 5 là 8. 8 góc SO4. 8 H2O. Rất nhanh, siêu nhanh luôn các bạn thấy không? Cách cân bằng phản mình là cách siêu nhanh. Giả sử calcium oxalate kết tụa từ 1 ml máu người sử dụng tác dụng vừa hết với potassium xác định nồng độ ion trong máu người bằng đơn vị. Thế thì ở đây mình sẽ có ở đây mình sẽ có số mol đầu tiên mình phải tìm được số mol của KMnO4. KMnO4 ở đây bằng CM nhân V 4,88 x 10 mũ -4. Xác định nồng độ tính theo đơn vị mg trên 100 ml máu à, có thể hiện đã tính theo số mol nhỉ. Nhân với 2,05 lít thì mình đổi về lê lít là 0,00205 bằng 4,88 nhân 10 4 nhân 0,00205 bằng 1 nhân 10 mũ trừ 6. Ok chưa? Vậy số mol KMNO4 bằng 1 x 10 6 ướm một phương trình luôn. Vậy nó là 10 mũ trừ 6 Vậy tính toán theo phương trình 10 10 Mũ trừ 6 Nhân 5 chia 2 bằng 2,5 nhân 10 trừ 6 2,5 nhân 10 mũ trừ 6 Được chưa Thế bây giờ đề bài yêu cầu là chúng ta là phải tính theo đơn vị là gì ạ Miligam trên 100ml máu Nồng độ đấy ạ Đây là 2,5 nhân 10 trừ 6 mol Vậy mình sẽ có là khối lượng khối lượng của CAC 2O4 trong 100 ml máu là bằng 2,5 nhân 10 mũ 6 nhân 10 mũ 6 nhân với ion calcium mà chứ không phải là cái chất này đây là ion thôi nhân với nguyên tử khối này là 40. Được chưa? Trong 100 ml máu. Vậy ở đây phải nhân với lại trong 100 ml máu nhé Đây là mg thì phải nhân với 10 mũ 3. Đây bài hỏi yêu cầu tính cho đơn vị mg à. Đúng không? Trong 100 ml máu vậy ở đây chỉ 1 ml máu nhân tiếp 100 thì bằng Đấy, nhân 40 nhân 10 mũ 3 nhân 100 10 Vậy là 10mg Trên 100ml Rất dễ luôn Vậy đáp án đúng của chúng ta Đấy 10mg trên 100ml Trên đây thầy vừa hướng dẫn cho Tất cả các bạn và các em Chinh phục cái đề thi rất là hay Đề số 03 trong cái bộ mà ba cái đề thi Kiểm tra cuối học kỳ 2 môn hóa Học lớp 10 chỉnh mới rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi cái buổi học của ngày hôm nay ở thầy hãy click vào nút chuông đặt follow theo dõi xem trước fanpage của thầy để cập nhật những cái bài giảng hay mới lạ của thầy dành cho các em nhá bye bye chào tạm biệt hẹn gặp lại các em và chúc tất cả các bạn và các em có một cái kỳ thi đạt điểm thật là cao là sao hóa trọng lớp phinh tịnh